Và cuối cùng trong chương trình hôm nay, Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng từ North Carolina do Bùi Văn Bằng thực hiện. Tôi Bùi Văn Bằng xin kính chào quý khán giả của đài FPTN. Hôm nay Chủ nhật ngày 12 tháng 5 năm 2019, Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Giáo xứ Thánh Giuse mừng lễ tạ ơn Ngày Hiền Mẫu. Mở đầu thánh lễ, Linh mục Chính xứ Phêrô Trương Vĩnh Trị nói về các bà mẹ. Và hôm nay cũng là Ngày Hiền Mẫu, ngày chúng ta mừng và tưởng nhớ một cách đặc biệt cho quý bà mẹ, những bà mẹ còn đang ở với chúng ta, cũng như những bà mẹ đã yên nghỉ trong Chúa. Chúng ta cầu nguyện rất nhiều cho quý bà. Ngày của mẹ được tổ chức nhiều nơi trên thế giới. Đây là dịp để tỏ lòng kính mến và tri ân người mẹ về tình yêu thương và sự nâng đỡ của mẹ. Tình yêu mẹ bao la hơn cả biển cả, cao vời hơn những tầng mây, vĩ đại hơn những rặng núi và bao la vô cùng vô tận. Cuối thánh lễ, Linh mục chủ tế cầu nguyện và chúc lành của Chúa đến các bà. Và xin Chúa chúc lành tiếp tục cho quý bà trong vai trò làm mẹ ở trong gia đình. Lạy Chúa, trong sự quan phòng yêu thương của Chúa, Chúa đã ban cho nhân loại tình mẫu tử thiêng liêng. Khi nhập thể làm người, Chúa đã chọn mẹ Maria là mẹ của Chúa. Từ trong tình mẫu tử thiêng liêng ấy, Chúa dạy chúng con phải biết yêu quý và tri ân đến quý bà mẹ. Hôm nay chúng con cầu xin Chúa ban cho quý bà luôn được mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc trong mái ấm gia đình. Xin cho quý bà luôn biết hy sinh để xây dựng và vun đắp cho hạnh phúc gia đình. Xin Chúa ban cho quý bà luôn biết tích cực giáo dục con cái trong đức tin, đức cậy và đức mến, để chúng trở nên những người con ngoan cho gia đình, cho giáo hội và xã hội. Và lạy Chúa, xin cho quý bà luôn biết nên thánh hằng ngày trong vai trò thiêng liêng cao quý của người mẹ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Và giờ đây chúng ta cùng nhau chúc mừng cho quý bà trong Ngày Hiền Mẫu. Như ca đoàn đã hát lên để tri ân đến các bà mẹ, các em đi trao bông hồng đến các bà. Họ và gia đình ra về trong niềm hân hoan hạnh phúc với chồng con cháu chắt. Tôi Bùi Văn Bằng tường trình cho đài FPTN tại Giáo xứ Thánh Giuse, thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về washingtondc@sbtn.tv. Thanh Trang kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.